Kính thưa quý vị, vừa qua hai làng Văn Giang và Nam Dương tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã tổ chức lễ hội truyền thống mang tên Hẹn Ước. Bên cạnh hoạt động rước kiệu với các đoàn rước có quy mô hàng trăm người, thì điểm nhấn của lễ hội nghi lễ tế thủy thần và đọc khoán ước trên sông là một trong những nét độc đáo nhất. Đây cũng là dịp để người dân tưởng nhớ tổ tiên với tình cảm kết nghĩa anh em bền chặt. Cứ cách 3 năm, lễ hội Hẹn Ước giữa hai làng ven sông đáy là Nam Dương thuộc xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội và Văn Giang thuộc thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội lại được tổ chức long trọng. Nhắc đến tích hẹn ước giữa hai làng, cho đến nay vẫn có nhiều dị bản lưu truyền, song câu chuyện cùng nhau vượt qua hoạn nạn, chống lại nạn cướp bóc hoành hành vẫn được các cao niên trong vùng nhắc đến nhiều hơn cả. Dù trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, nhưng văn hóa làng ven sông vẫn còn lưu lại nhiều giá trị đáng quý. Cái lễ hội này có truyền thống từ lâu đời rồi. Nếu mà tính đến năm nay là 174 năm, tức là vào lời vua Tự Đức năm thứ hai, từ năm 1849, thì giữa hai làng là có một cái bản khoán ước giữa hai làng Văn Giang và Nam Dương trên dòng sông Hát Giang. Để các cụ cắm sào và các cụ có những điều ước giữa hai bên để giúp đỡ nhau, chia sẻ lúc hoạn nạn, lúc khó khăn. Đặc biệt là cái lúc đó thì rất là khó khăn. Các cụ làm những các nghi thức trên sông, như ví dụ là cắt máu ăn thề này, kết tình nghĩa huynh đệ này. Đấy. Mà đến nay ấy, phải các cái bản khoán nước đó nó có giá trị, đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Đến nay, sự đoàn kết giữa hai làng vẫn khăng khít tình cảm. Được biết tại lễ hội này, ở khu sân đình Nam Dương đã diễn ra các trò chơi dân gian giao lưu giữa hai làng như đập niêu, đấu vật, tổ chức thi bơi trên sông. Việc gìn giữ truyền thống trong phát triển kinh tế xã hội là một trong những mục đích quan trọng của phát triển văn hóa. Gần đây, người dân đã có ý thức đầy đủ hơn về việc phải gắn bó hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo tồn di sản văn hóa. Lễ hội năm nay tổ chức một cái lễ hội rất là tuyệt vời trên dòng sông đáy. Đặc trưng nhất đó là cái sự hiện diện của hai làng trên giữa dòng sông đã có những hoạt động mang tính chất tâm linh, cũng thể hiện cái tính đoàn kết gắn bó giữa nhân dân của hai làng trong một cái bản khoán ước của hàng trăm năm chúng ta lưu giữ để lại. Đó là một nét đẹp văn hóa mà có lẽ hiếm có nơi nào có được. Tức là hàng năm thì theo khoán ước, theo khí ước của các cụ, tức là nếu như kinh tế, thời tiết thuận hòa, mùa màng tốt tươi, mà đời sống nhân dân ấm no thì các cụ lại thống nhất tổ chức. Thì 3 năm tổ chức một lần, thì là khi 3 năm tổ chức thì có một làng đăng cai thì mời làng bên kia sang bên này dự, và ngược lại đến 3 năm tiếp theo thì chúng tôi lại tổ chức. Với sự chuẩn bị chu đáo, lễ hội diễn ra trang trọng, ý nghĩa, thể hiện những nét đẹp trong văn hóa của người Việt, giúp mỗi người dân hướng về cái thiện, hướng về cội nguồn dân tộc, gắn chặt tình đoàn kết, góp phần tô đậm những nét đẹp trong văn hóa phong tục của quê hương giàu truyền thống dân tộc.